Đây là ngôi nhà ba mẹ con sẽ dọn đến ở. Tất nhiên là sau khi chúng ta nói chuyện rõ ràng với Khang và Thư. Anh biết là anh sai, nhưng việc này em có thể cân nhắc thêm được không? Chặng đường chúng ta đi cùng nhau đã đến lúc dừng lại rồi. Em và các con là quan trọng nhất với anh. Anh đã cố gắng mọi thứ cũng vì gia đình này mà. Tôi chưa gặp một ai ngoại tình vì gia đình cả, trừ anh. Đã có lúc tôi cố nghĩ là mình sẽ bỏ qua vì hai con, và cũng là vì chính bản thân mình. Tha thứ cho anh, cho dù chỉ là hình thức, nhưng mà tôi không thể. Những hình ảnh bì ổi đó lúc nào nó cũng ám ảnh tôi. Phụ nữ chúng tôi có thể cố tha thứ, nhưng mà để quên thì không bao giờ. Nhưng tốt nhất chúng ta không nên cố gắng nữa. Mối quan hệ của anh và cô ta còn hơn cả những gì ở trong clip. Nếu như Tân không nói cho tôi biết thì tôi vẫn nghĩ rằng đó là một phút sai lầm của anh. Đó là do anh bị chuốc thuốc hay là gì gì đó như những gì anh đã nói với cả tôi. Đó là quá khứ mà em. Anh coi đó là quá khứ, anh muốn mọi người bỏ qua cho anh, nhưng nó lại là hiện tại của tôi. Nó luôn đeo bám tôi hàng ngày, cho dù cô ta đã không còn trên cõi đời này nữa. Đúng là anh đã giúp cô ta, và giữa anh với cô ta còn một món nợ ân tình. Bố có chết thì phải gọi cấp cứu cho xe này không chở được đâu. Anh giúp em. Cả đời bố này có chuyện gì đâu. Đây có chuyện gì? Bố cô làm sao? Bố em đi làm đồng về thì bị gục ở trong sân à. Anh ơi, anh giúp em ơi. Nhà chỉ có hai bố con em thôi. Nhà cô ở đâu? Nhà em ở ngay trong kia. Mẹ em vẫy từ nãy giờ mà không xe nào dừng lại cả. Thôi giúp người ta đi. Em còn anh. Em còn đây ạ. Lúc đó Việt đang là giám đốc, và năng lực của cô ta quá xuất sắc, không phụ công của anh. Vì thế anh phải tạo điều kiện để cho cô ta trả ơn mình. Anh ngủ với cô ta mấy lần? À không, tôi phải hỏi là anh để cho cô ta lấy tình trả ơn anh mấy lần? Anh xin lỗi, thời điểm đó... Anh trả lời thẳng vào câu hỏi đi! Sau khi gặp cậu Tân, anh đã chủ động chấm dứt. Và lần vừa rồi, em cũng đã thấy. Chắc chắn không? Em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Đó chỉ là quá khứ thôi. Với tôi nó không phải là quá khứ. Tôi đang phải chịu hệ lụy về việc này. Mà không chỉ có tôi chịu, các con anh cũng phải chịu. Nếu anh là một người nghĩ cho gia đình, thì từ bây giờ trở đi, tôi và anh đừng cố ở cạnh nhau nữa. Phương, thế nếu anh không chịu thì sao? Anh biết Thư nghỉ học, lý do vì sao anh rõ mà. Vì mẹ của anh không muốn cháu của mình phải chịu những lời đàm tiếu ở sau lưng giống như thằng Khang. Mà con bé thì không có trái tim mạnh mẽ như anh của nó. Nó không thể dùng nắm đấm để giữ thể diện của mình.
Tôi xin anh, hãy để cho ba mẹ con tôi dọn ra ngoài ở một cách thuận lợi. Anh vẫn luôn nói là vì ba mẹ con. Anh ấy vì chúng tôi thêm một lần nữa. Thế còn bọn trẻ? Khang nó đã đồng ý với tôi việc này. Nhưng còn Thư, anh ấy tìm cách để nói chuyện với cả con bé. Lý do thế nào cũng được, miễn sao con bé hiểu rằng việc dọn ra ngoài ở mà không có bố là lựa chọn duy nhất. Còn việc này nữa, anh có thể chu cấp cho hai đứa trẻ, vì đó cũng là trách nhiệm của anh. Tôi không cản. Nhưng từ giây phút này trở đi, tôi sẽ tự sống bằng tiền mà tôi tự kiếm ra. Mà tôi cũng xin phép sẽ bán chiếc xe mà anh đã tặng tôi. Em không cần phải làm như vậy. Anh có thể... Anh không phải là người quyết định nữa rồi.